Khi nhắc tới nước Pháp, hình ảnh hiện ra đầu tiên trong tâm trí của chúng ta chắc chắn sẽ là tháp Eiffel sừng sững ở giữa thủ đô Paris. Công trình bắt đầu được khởi công năm 1887 và được hoàn thành 2 năm sau đó. Có chiều cao là 324m, trọng lượng ước tính là 10.100 tấn, trong đó 7.300 tấn thép đã được sử dụng để xây dựng nên tòa tháp. Vào thời điểm hiện tại, theo thống kê của Steel Benchmaker, giá trung bình cho 1 tấn thép tại châu Âu rơi vào khoảng 1.200-1.300 đô, vị chi là 8,7 triệu đô nếu chúng ta dỡ tháp Eiffel ra và bán sắt vụn. Nhưng ai lại đi nghĩ ra ý tưởng tháo dỡ biểu tượng bất diệt của nước Pháp để bán đồng nát? Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ có ngoại lệ, đó là kẻ có tên là Victor Lustig. Thậm chí hắn còn định thanh lý tháp Eiffel hẳn 2 lần. Cụ thể ra sao? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết của tác giả Minh HD được đăng tải trên website Spiderroom nhé. Hey, bọn mình vừa mới có một thứ mới, đó là mở tính năng membership. Các bạn tham gia chưa? Đăng ký hội viên cùng Spiderroom về đội chúng mình để nhận được vô số những quyền lợi đặc biệt các bạn nhé. Điều gì tạo nên kẻ lừa đảo thế kỷ? Lustig sinh ra tại Bohemia thuộc Áo Hung, nay là Cộng hòa Séc. Gã là một đứa bé thông minh và nhanh nhạy, nhưng đi kèm với đó cũng là một kẻ gây rối thuộc hàng mó mặt. Tới năm 19 tuổi, trong kỳ nghỉ hè khi học tại Paris, Lustig đã bắt đầu bị thu hút bởi các trò đỏ đen và nhanh chóng nghiện nó. Cũng trong quãng thời gian này, gã đã phải lãnh một vết sẹo tương đối lớn vào nửa trái của khuôn mặt. Nguyên do là gã đã ve vãn và tán tỉnh một cô gái trẻ đã có bạn trai ở nơi hắn thường xuyên lui tới, và đen đủ thay, người bạn trai này có tính ghen tuông khá là kinh. Thay vì đôi bờ môi của cô gái trẻ, nắm đấm chắc nịch của gã đôi con mới là thứ duy nhất mà Lustig nhận vào mồm. Có lẽ cú đấm này cũng đã thức tỉnh bản năng của Lustig, nhưng là bản năng muốn ăn mà không muốn làm của gã. Sau khi hoàn thành chương trình học, Lustig áp dụng tất cả những gì mình đã lĩnh hội được, kể cả kiến thức lẫn cả khả năng nói trôi chảy nhiều ngoại ngữ khác nhau, vào trong các hoạt động phạm pháp, tập trung chủ yếu vào những pha lừa đảo có thể đem lại tiền và các tài sản có giá trị, chính thức biến Lustig trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Những chiến tích đầu tiên cùng chiếc hộp Romanian. Những phi vụ đầu đời của Lustig bắt đầu được thể hiện trên các du thuyền sang trọng di chuyển từ cảng Atlantic của Pháp tới thành phố New York. Hầu hết trong số đó, hắn nhắm vào những người lắm tiền nhiều của, giả trang là một nhà sản xuất nhạc kịch, tìm kiếm sự đầu tư cho các vở Broadway không hề có thực. Cứ như vậy cho tới khi tuyến đường quen thuộc bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ nhất, Lustig buộc phải tìm địa bàn hoạt động mới, và Hoa Kỳ là nơi mà hắn hướng tới. Năm 1922, Lustig bắt đầu rơi vào tầm ngắm của các cơ quan pháp luật sau khi thực hiện một cú lừa lớn nhắm vào các ngân hàng. Hắn thuyết phục chủ các ngân hàng này chi tiền để thu mua lượng lớn trái phiếu mà hắn chào bán, nhưng chẳng có trái phiếu nào được bán lại. Hắn đã ăn nuốt lời. Sau đó, hắn sử dụng mánh khóe để tẩu thoát cùng với cả số tiền mà hắn đã cuỗm được. Lustig nhận thấy rằng nếu mình cứ tiếp tục thực hiện hết phi vụ này tới phi vụ khác thì chẳng mấy chốc mà cảnh sát sẽ tóm được mình. Bởi vậy, hắn cần một trò nhanh gọn lẹ để có thể cuỗm tiền và biến mất ngay trước khi tất cả mọi người kịp nhận ra. Và đó là sự ra đời của chiếc hộp Romanian. Đây là chiếc hộp mà theo lời của Lustig là khiến bạn nhận được tiền từ hư không. Chỉ cần bỏ một tờ tiền vào, 6 tiếng sau sẽ có một tờ tiền khác y hệt như vậy được copy. Mà nó có thể sao y bản gốc của bất cứ loại tiền tệ nào tồn tại trên thế giới, miễn là nó là tiền giấy. Hắn sử dụng chiếc hộp Romanian này và chào bán nó tới đủ các thể loại thành phần khác nhau, từ những người dân cùng chung chí hướng không làm mà đòi có ăn như gã, cho đến những ngân hàng nhất nhì của nước Mỹ. Một khoảng thời gian sau, Victor Lustig đến Chicago, Illinois, giả danh là một quan chức chính phủ để tiếp tục gặp gỡ các chủ ngân hàng, nói rằng họ cần phải tăng cường bảo mật bằng cách trao chiếc hộp Romanian, hứa hẹn rằng nếu tìm ra được nguyên lý đằng sau chiếc hộp này thì có thể đảm bảo an ninh cho các ngân hàng. Tất nhiên là chiếc máy là một trò lừa. Ngay khi chủ các ngân hàng chi tiền để mua bản quyền sản xuất máy in này, gã đã sủi khỏi nước Mỹ cùng với hơn 10.000 đô để quay lại châu Âu, hay cụ thể hơn là nước Pháp hoa lệ. Có chứng minh những thành công đầu tiên, Lustig càng ngày càng có những tham vọng lớn hơn với những cú scam khủng khiếp hơn, và đó là khi vụ việc bán đồng nát tháp Eiffel đã bắt đầu. Nỗ lực bán đồng nát tháp Eiffel. Trở về nước Pháp năm 1925, trong một lần ở lại Paris, Lustig tình cờ đọc được bài báo luận bàn về những khó khăn mà chính phủ gặp phải khi bảo dưỡng tháp Eiffel. Vào thời điểm đó, tháp Eiffel bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Người dân và chính phủ nhận thấy tính cấp bách trong việc duy trì và sơn lại tòa tháp, kèm theo đó là một khoản tiền khổng lồ cần bỏ ra để thực hiện kế hoạch tu sửa đó. Trong bài báo Lustig đọc được cũng chỉ ra việc tháo dỡ tòa tháp cũng là một lựa chọn khả dĩ. Eureka,
Lustig thét lên khi ý tưởng cho một vụ lừa đảo mới vừa nảy ra trong bộ não bé nhỏ của hắn. Sau khi nghiên cứu tất cả những thông tin có thể tận dụng được cho màn kịch mới, Lustig bắt đầu bước vào khâu chuẩn bị. Hắn thuê một gã chuyên làm giả giấy tờ để tạo ra một vai diễn là người đang làm việc trong chính phủ, phụ trách thực hiện các kế hoạch liên quan tới Tower Eiffel, đồng thời bắt đầu thiết lập và tạo dựng mối quan hệ với những người trong ngành buôn bán sắt vụn và phế liệu, cũng là nạn nhân của hắn đấy. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lustig mời tất cả các đại diện của các công ty phế liệu đến một cuộc họp bí mật tổ chức ở một khách sạn đắt tiền. Tại đây, hắn giới thiệu bản thân là phó tổng giám đốc của Bộ Bưu chính và Điện tín Pháp. Gã thay mặt các quan chức tai to mặt lớn ở chính phủ và bày tỏ rằng việc bảo trì tháp Eiffel hiện tại là quá sức đối với Paris và chính phủ đang muốn tháo dỡ nó. Dĩ nhiên, quyết định này sẽ gây ra làn sóng tranh cãi trong người dân, nhưng họ không thể làm gì khác được, vậy nên buổi họp này mới được diễn ra một cách kín đáo và sẽ được công khai sau khi tất cả các công đoạn đã được hoàn tất. Những gì còn lại của tháp Eiffel sẽ được mang đi bán phế liệu và những người trong cuộc họp sẽ là đại diện của các công ty được chào mời bởi chính phủ. Lustig tiết lộ rằng gã đang đảm nhận nhiệm vụ lựa chọn ra đại lý để thực hiện nhiệm vụ mua bán này, đồng thời tuyên bố tất cả những người đang xuất hiện trong buổi họp đã qua một vòng tuyển chọn cẩn thận trước đó bởi họ là những doanh nhân trung thực. Bài diễn văn trong buổi họp của Lustig là để chứng minh rằng tháp Eiffel không còn là một địa điểm thu hút của thành phố nữa nếu so với Khải Hoàn Môn hay nhà thờ Đức Bà. Chưa kể, đây cũng sẽ là một khoản hời khổng lồ cho bất cứ ai tham gia, bởi lẽ tháp Eiffel được cấu thành bởi tận 7.300 tấn thép cơ mà. Tuy nhiên, các nhà thầu được phép rời cuộc họp mà không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức, miễn là những gì diễn ra trong phòng kín không được phép tiết lộ ra ngoài như một điều kiện bắt buộc để tham gia đấu thầu. Trong thời gian chờ đợi kết quả, Lustig theo dõi và dò la thông tin của những người khả năng cao sẽ rơi vào cái bẫy của hắn. Trong đó, hắn đặc biệt để mắt tới một gã có tên là Andre Poison, một người đang muốn nổi lên trong cộng đồng doanh nghiệp ở Paris. Poison thể hiện ham muốn sâu sắc trong việc lấy gói thầu của Lustig, bởi vậy mà Lustig đã sắp xếp một cuộc gặp riêng với Poison. Gã thuyết phục nhà kinh doanh trẻ rằng bản thân hắn là một quan chức tham nhũng, vị trí hiện tại trong chính phủ không mang lại cho gã một mức lương đủ ăn để chơi bời hưởng lạc. Bởi vậy mà gã cho Poison một đường tắt, miễn là với cái giá hợp lý. Tin rằng việc bán tháp Eiffel sẽ đảm bảo cho mình vị trí đầu trong thương trường, Poison chẳng dại gì mà từ chối. Một khoản tiền lên đến khoảng 70.000 franc, bao gồm cả tiền thầu lẫn tiền hối lộ chảy vào túi của Lustig. Tài khoản vừa nhảy số, Lustig ngay lập tức biệt tăm sang áo. Lustig cho rằng Poison sẽ phát hiện ra mình đã bị ăn quả lừa, anh ta sẽ xấu hổ và nhục nhã tới mức không cả dám ra trình báo với cảnh sát. Bởi vậy mà trong một tháng ăn chơi hưởng lạc ở Áo, Lustig vẫn chăm chỉ kiểm tra tin tức hàng ngày để chắc chắn rằng vụ lừa đảo của mình đã chót lọt. Và đúng là như vậy thật, không có một tin tức nào nhắc về vụ bán đồng nát tháp Eiffel. Tự tin đầy mình, sau khi ăn tiêu hết số tiền hiện có, Lustig để lại một khoản nhỏ để quay trở về với Paris và thực hiện pha này thêm một lần nữa. Nhưng, như ông bà ta thường vẫn nói, một trò thì sao mà làm mãi được? Vậy nên, sau khi Lustig bắt đầu đến với bước mời một nhóm các đại lý phế liệu khác cho một cuộc họp kín lần thứ hai thì hắn đã bị phát giác. Các nhà thầu lần này cẩn trọng hơn nhiều, nên một người sẵn sàng mua tháp Eiffel thông báo vụ việc tới cảnh sát để check uy tín của Lustig. Cảnh sát và chính phủ Pháp mặt chữ A mồm chữ O khi nghe tới thông tin tháp Eiffel bị tháo dỡ và được bán phế liệu. Cái tên Victor Lustig bỗng chốc lên top trending trong danh sách những kẻ cần phải bị tóm ngay và luôn của cảnh sát Pháp. Gã lừa đảo ba chân bốn cẳng chạy về Mỹ và hắn đã thành công bằng cách nhảy lên một chiếc du thuyền chỉ tích tắc trước khi nó khởi hành. Kẻ lừa đảo có tâm với nghề. Thất bại trong phi vụ tháp Eiffel có lẽ phần nào đã đánh một cú khá mạnh vào lòng tự trọng của Victor Lustig, khiến hắn mất bình tĩnh. Hắn muốn chứng minh rằng thất bại vừa rồi chỉ là một vụ tai nạn. Sau khi về Mỹ, Lustig tiếp tục thực hiện trò chiếc hộp Romanian trong một khoảng thời gian, nhưng gã luôn nhắm vào những mục tiêu nguy hiểm hơn trước và Lustig cũng hành động liều lĩnh hơn. Năm 1928, Lustig được mời tới dinh thự của một doanh nhân thành đạt có tên là Thomas Kern tại Massachusetts để bàn về một thương vụ đầu tư. Tại đây, hắn ngang nhiên chôm một món đồ quý giá có giá trị hơn là 16.000 đô và dĩ nhiên Kern sẽ gọi cảnh sát và trò chơi mèo vờn chuột vẫn tiếp diễn. Nhưng sự liều lĩnh của vụ trộm trắng trợn đó chẳng là gì so với mục tiêu tiếp theo của hắn, ông trùm gangster Al Capone. Victor Lustig biết rõ rằng nếu Al Capone phát hiện ra trò lừa của mình thì đến cái mạng cũng khó mà giữ được, nên hắn đã chơi một nước đi tương đối là an toàn. Gã mượn ông trùm một khoản tiền như là một dạng đầu tư cho hắn đi lừa đảo, sau đó mang khoản tiền đi gửi tiết kiệm, sau 2 tháng thì đem về trả lại cho ông trùm bảo là phi vụ thất bại. Capone sau sự kiện này thì có một lòng tin nhất định đối với Lustig, nên Lustig tâm sự rằng
Vì sự thất bại này mà hắn không có khả năng để xoay sở và đang có nguy cơ bị tóm gọn. Capone hào phóng cho hắn 5.000 đô để giúp đỡ hắn tẩu thoát, đúng như những gì mà Lustig đã lên kế hoạch từ đầu. Đối với Lustig, phi vụ với Al Capone quá nguy hiểm và cũng chẳng kiếm được lợi là bao. Bởi vậy mà tới năm 1930, hắn hợp tác với hai tên nữa là William Watts và Tom Shaw. Cả ba cùng với nhau làm ra một đống tiền giả chất lượng cao và bán chót lọt. Nhưng Lustig luôn muốn có một chút kịch tính trong những phi vụ của mình, nên gã lên kế hoạch để bán chiếc hộp Romanian cho một sĩ quan cảnh sát tại Texas. Vị sĩ quan sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì đâm ra cái cú, truy lùng kẻ lừa đảo tới tận New York. Thậm chí khi bị tóm gọn, Lustig phân trần rằng người sĩ quan đã sử dụng chiếc máy sai cách và bồi thường cho anh ta vài ngàn đô bằng tiền giả. Khi vị sĩ quan đen đủi sử dụng số tiền đó, anh ta bị bắt ngay lập tức. Những vụ việc trên đã khiến Lustig trở thành một trong những kẻ lừa đảo khét tiếng nhất lịch sử. Nhưng Lustig không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình nữa. Được ông trời ban cho chiếc lưỡi không xương uốn lượn trăm đường, gã cũng là một kẻ đào hoa và cướp đi trái tim của không biết bao là phụ nữ. Đã có cho mình một người vợ tên là Billie Mae, hắn vẫn còn đi trăng hoa với người yêu của đối tác làm ăn. Nhưng chẳng có gì qua được mắt phụ nữ cả. Billie Mae phát hiện ra một quan hệ gian díu sau lưng, cô gái đã quyết định trả đủ món nợ cho tên lừa đảo. Ngày 10 tháng 5 năm 1935, bằng một cuộc gọi tố cáo ẩn danh của Billie Mae, cảnh sát đã có thể ập vào nơi ẩn náu của hắn tại New York để bắt về và tra hỏi. Tất nhiên là Lustig chối bỏ hết mọi trách nhiệm và đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu các đồng phạm của hắn. Nhưng sau đó, cảnh sát tìm được một chiếc chìa khóa mà Lustig sở hữu được dùng để mở tủ khóa chứa 51.000 đô tiền giả tại ga điện ngầm Times Square. Tới đây, cảnh sát đã thành công sau một khoảng thời gian dài truy bắt và kết tội tên lừa đảo. Ấy vậy mà, Victor Lustig vẫn còn một con bài tẩy nữa mà hắn chưa hề sử dụng. Bị bắt giữ và mọt xương sau song sắt. Một ngày trước khi phiên tòa xét xử được tổ chức, Victor Lustig giả ốm. Hắn ta diễn tốt tới mức như đang áp dụng phương thức method acting và vai một người bệnh đang thập tử nhất sinh. Nhờ đó, hắn có cơ hội để đu dây vượt ngục từ phòng y tế của trại giam. Lustig vừa lần trốn, vừa tiếp tục những vụ lừa đảo nhỏ để có tiền cầm cự, cho đến khi bị bắt tại Pittsburgh một tháng sau đó. Lần này tất cả mọi người đều cảnh giác với Lustig. Hắn được hộ tống bởi ít nhất 2 nhân viên cảnh sát 24/7 cho tới khi phiên tòa xét xử diễn ra. Victor Lustig bị kết án 15 năm tù giam cho các tội danh lừa đảo và sản xuất, mua bán tiền giả, cộng thêm 5 năm vì tội vượt ngục. Hắn được gửi tới nhà tù liên bang tại đảo Alcatraz tại California. Là một kẻ lừa đảo khét tiếng, nhưng có một thứ duy nhất mà Lustig không thể qua mặt và đó là tử thần. Sau 12 năm thụ án, vào tháng 3 năm 1947, Lustig qua đời vì bệnh viêm phổi. Nhưng điều trớ trêu cuối cùng của cuộc đời gã, trong giấy chứng tử, nghề nghiệp của hắn được ghi là một nhân viên bán hàng tập sự. Có lẽ thứ duy nhất mà Lustig bán được cho những người đã từng làm việc với hắn là bài học đắt giá. Bài học tiền không dễ gì tự nhiên mà có được.